Thưa quý vị, ngay sau khi bão số 4 đi qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, lực lượng chức năng các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân ở các khu vực sung yếu. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, bão Noru đã làm gần 250 nhà dân bị tốc mái sập đổ, hơn 3.060 cây xanh bị ngã đổ cùng nhiều thiệt hại về nông nghiệp, các công trình công cộng. Quận Liên Chiểu là một trong các địa phương chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão này. Thiệt hại về người hiện nay là không ghi nhận trường hợp nào. Còn về nhà cửa hiện nay thì ghi nhận cũng 15 căn nhà sập một phần, sập mái, gần 200 cây xanh ngã đổ. Có một số vị trí là ảnh hưởng đến đường dây điện. Do vậy thì cũng có gây ra ảnh hưởng mất điện trên địa bàn quận. Phương châm của quận là trước hết là tập trung khắc phục những nhà dân mà có sự cố. Thứ hai là thông tuyến các tuyến đường mà các cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện đi lại. Ghi nhận trên các tuyến đường chính của thành phố trong ngày hôm qua 28 tháng 9, ngay sau khi đã bớt gió và mưa lớn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải phóng cây xanh ngã đổ, tạo điều kiện cho giao thông thông suốt. Công việc này được thực hiện theo tinh thần nhanh nhất có thể. Ngay sau khi bão tan thì đến 5 giờ 30 khi bão cũng đã ngừng thì chúng tôi ban chỉ huy trạm đã triển khai hai tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến, đảm bảo đi tuần lưu, và nếu chỗ nào mà có cây ngã đổ thì chúng tôi dùng máy cưa và rửa để chặt, và cũng qua đó là nhắc nhở bà con nhân dân chưa hết gió thì cũng hạn chế ra đường khi không cần thiết. Hiện người dân tại các điểm sơ tán đã trở về nhà an toàn. Các địa phương tiếp tục huy động nhân lực, vật lực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hạ tầng, hỗ trợ nhà dân bị tốc mái, thiệt hại do bão, đồng thời tiếp tục rà soát, tính toán các phương án hỗ trợ cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng do bão. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ cho các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả sau bão. Ngay sau bão thì Công an quận chia làm 4 cái tổ xung kích, và chúng tôi chia ra các phường để phối hợp với địa phương để chúng ta cắt tỉa cây xanh, và chúng tôi đang tập trung cái tuyến đường này là tuyến đường tông đẳng nó dài, số lượng cây ngã đổ cũng rất là nhiều, đến giờ này thì cơ bản cũng đã được thông được. Thì gió vừa ngớt thì sáng thấy là cây cối đổ ngã rất là nhiều, bộ đội biên phòng thành phố đã huy động trung đội cơ động 20 đồng chí ra các cái tuyến đường để cưa các cái cây và dọn dẹp làm cho đường xá giao thông đi lại đảm bảo. Tại các địa bàn ven biển, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòn Nước, Phú Lộc, cửa khẩu cảng cùng với các lực lượng tham gia dọn vệ sinh, đồn biên phòng Sơn Trà cử cán bộ xuống tại khu vực cảng cá, âu thuyền giúp bà con ngư dân bố trí sắp xếp lại tàu thuyền. Cũng trong hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 5325 về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do bão số 4 và lũ sau bão gây ra, vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn. Công tác khắc phục sẽ tiếp tục được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, phấn đấu đưa các hoạt động của thành phố nhanh chóng trở lại bình thường.